mình còn nhớ 15 năm trước thì gia đình mình đã mua một chiếc laptop đầu tiên để dành tặng cho chị gái mình đi học đại học ngoại thương. Ở thời điểm đấy thì bố mình bỏ ra là khoảng 20 triệu đồng để mua cho chị mình cái chiếc máy tính đó. Tuy nhiên, đến thời điểm bây giờ đã là 15 năm sau rồi. Bây giờ mình đã 29, 30 tuổi đầu rồi và hiện tại thì mình cũng đã có cơ hội để lựa chọn lại một chiếc HP giống như ngày xưa chị gái mình đã lựa chọn. Và đây không còn là mức giá mà chúng ta có thể dễ dàng sai sót được nữa. 50 triệu đồng, chính xác. Và đây chính là chiếc HP Spectra X360, dòng sản phẩm laptop mới đến từ HP, một chiếc máy tính mà mình đã có cơ hội sử dụng trong thời gian vừa qua. Vậy thì tại sao lại là chiếc này và câu chuyện mình muốn đưa đến cho các bạn là gì? Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. I'm here, breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something. Giống như là đa phần các dòng sản phẩm laptop của năm nay thôi, thì nó là một dòng sản phẩm laptop AI. Với cái chữ AI được quảng cáo vào trong đây thì các bạn thấy rằng là có thể là nó sẽ đáp ứng tốt hơn cho cái nhu cầu xử lý liên quan đến hội họa, liên quan đến design của các bạn. Và đó là một trong phần mà mình vô cùng quan tâm các bạn nha. Bởi vì hiện tại khi mà sáng tạo nội dung ấy thì không thể nào mà thiếu đi AI được. Một trong điểm mà mình cảm thấy rất thích của chiếc máy này đó là chất lượng build của nó. Này các bạn nhìn xem, tất cả mọi phần của nó đều được làm liên lạc với nhau, từ mặt A, mặt C, mặt D thì đều được kết nối gần như là không có điểm hở luôn. Và bởi vậy nên là các bạn sẽ thấy nó rất là nguyên khối. Toàn bộ con máy này thì đều được làm kim loại rồi. Nếu như các bạn là người có nhu cầu di chuyển nhanh ấy, di chuyển nhiều ấy, thì với một chiếc máy tính như thế này, kèm theo cái việc là nó đạt chuẩn Intel Evo, bởi vậy nên là các bạn bỏ vào ba lô rất là tiện luôn. Tất nhiên là con HP này nó còn giống như đa phần những con Ultrabook khác thôi. Tuy nhiên chúng ta không thể nào bỏ qua được cái việc là con này cầm nắm rất sướng luôn. Các cái phần viền của nó này sẽ được bo một chút này, và đặc biệt là cái phần góc này. Các bạn thấy là cái phần bản lề này thì nó được bo theo dạng là hơi vắt phẳng một chút. Mình thì mình thích cái này bởi vì nó sẽ có thêm một vài điểm nhấn. Và đây là một chiếc laptop có thể xoay được 360 độ. Đó. Và đặc biệt là với những bạn nào mà đã đi làm rồi nha. Các bạn cần một chiếc máy tính để các bạn có thể giải trí được trong đêm thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là tốt. Các bạn mang lên giường các bạn xem và các bạn sử dụng nó giống như là một chiếc tablet. Chiếc laptop này tất nhiên là chúng ta vẫn có thể mở bằng một tay được rồi. Nhưng các bạn lưu ý cho mình là khi các bạn mở đến tầm là khoảng đâu đó là khoảng 70 độ, 75 độ thì các bạn sẽ cần sử dụng hai tay để cho chiếc máy nó đỡ bênh lên ở cái phần mặt C, mặt D này. Còn lại để chia sẻ về quy trình mình sử dụng chiếc máy này thì nó rất rất thoải mái luôn. Nó thoải mái từ những cảm quan bên ngoài cho đến những cái thao tác các bạn mở chạm. Và bởi mình là người gõ văn bản rất rất nhiều nên là mình cảm thấy khá là được hợp tác khi mà mình sử dụng cái bàn phím này. Thậm chí cả những cái phím số hay là những cái phím chức năng thì cũng rất dễ dàng có thể với tới được. Tiếp theo, một trong thứ mà mình cảm thấy sướng nhất, ưng nhất khi dùng chiếc máy này đó chính là cái trackpad các bạn ạ. Trời ơi, trackpad này nó đã lắm luôn ấy. Trước đây thì mình từng có một vài những cái quan điểm hơi sai về trackpad ở trên những cái dòng sản phẩm máy tính Windows. Nhưng bây giờ thì bắt buộc là mình phải khen HP rồi. Bởi vì họ làm cái trackpad nó rất là sướng. Mình cảm giác như là HP họ đã phủ thêm một cái lớp nào đó vào đây để giúp cho các bàn tay của bạn khi mà trải nghiệm di trên cái trackpad này nó rất là êm luôn ấy, và gần như không có bất cứ một cái điểm rít nào cả. Cái trackpad này nó là line giữa nhám và line giữa bóng luôn. Có nghĩa là nó không bám môi dấu vân tay, nó không để cho các bạn bị rít tay lại. Và cái sự nhám của nó không quá lớn đến cái mức mà các bạn cảm thấy là cái bàn tay của mình không được trơn trượt ở trên đây. Cái việc là trackpad nó êm như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm vuốt chạm sướng hơn. Đây là một chiếc máy tính là các bạn có thể xoay ra 360 độ thì các bạn có thể để dạng cái lều thế này. Các bạn có thể để với dạng là cái tablet như này. Thì đây là một màn hình OLED 2.8K, đây là chuẩn màu IMAX Enhanced. Theo mình biết là nhà sản xuất cũng đã phủ ở đây một cái lớp chống lóa nhẹ. Và khi các bạn mang ra ngoài trời thì cái màn hình này nó hiện mắc pinh luôn các bạn ơi. Nó quá tốt. Mật độ điểm ảnh rất sắc nét và màu sắc hiển thị thì rất rực rỡ luôn. Cả màu đen cũng rất là tuyệt đối. Và cộng thêm một việc là cái tấm nền này của chúng ta cũng có 120Hz luôn. Cái tần số quét này thì nó có thể đáp ứng được cho bạn cả công việc bình thường lẫn các bạn chơi game. Cá nhân mình thì mình không chơi game bắn súng trên đây. Nhưng nếu các bạn đang nghĩ đến những cái tựa game như là CSGO hay là Valorant thì con này vẫn cân được nha. Với cái màn hình như thế này, cái chiếc HP Spectra X360 này sẽ được trang bị vi xử lý là Intel Core Ultra 7155H. Nó sẽ có 16GB LPDDR5 và 1TB SSD. Nghe đến đây thì các bạn hiểu là lý do vì sao nó đắt rồi đúng không ạ? Có nghĩa là không chỉ là màn hình, không chỉ là vẻ bên ngoài, mà kể cả cái cấu hình bên trong của nó cũng rất là ok la luôn. Quan trọng là thực tế khi mà mình test Photoshop, Premiere hay là DaVinci để import các file nặng vào thì kể cả edit cũng ok này, chỉnh màu cũng ok này, bởi vì cái màn nó rất là sướng. Bình thường thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là êm, nhưng mà các bạn lưu ý cho mình là đây vẫn là một chiếc máy tính xách tay mà có quạt nha. Đồ họa ở đó thì sẽ được tích hợp bởi là Intel Arc.
nó được tích hợp sẵn ở trên máy rồi. Cá nhân mình đánh giá thì đây không phải là một con laptop gaming, mà đa phần những cái thứ mà nó đáp ứng lại cho các bạn liên quan đến màn hình, liên quan đến cái trải nghiệm này thì nó sẽ đa phần là đáp ứng cho các bạn về công việc mà thôi. Còn game nó sẽ chỉ là một yếu tố phụ. Và các bạn thấy là mình có test khoảng 20 tab Chrome đi kèm với một tab Excel rất là nhiều dòng thì nó vẫn có thể xử lý được khá là mượt. Thì đến đây thì các bạn mới hiểu lý do vì sao mà mình phải lựa chọn một con Windows rồi, đúng không ạ? Mình dùng cả Excel, mình dùng cả một vài những phần mềm như là Python, một vài những thứ khác, ví dụ như phần mềm liên quan đến kế toán chẳng hạn. Và bởi vậy cái con máy này nó vẫn đáp ứng được đầy đủ các thứ đấy cho mình. Và bên cạnh hiệu năng thì một trong thứ mà mình bắt buộc phải nâng cấp lên trong năm nay đó là mình muốn sử dụng những cái máy tính mà có AI. Các bạn thấy là phần cứng chúng ta có NPU được trang bị hỗ trợ cho các tính năng AI, đúng không? Mình phải làm rõ cho mọi một điều này, đó là đa phần những cái tác vụ AI bây giờ ấy, đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn sẽ sử dụng nguồn tài nguyên của CPU và GPU nhiều hơn nhá. Vậy nên là cái việc các bạn lựa chọn một con máy tính có AI chưa chắc đã phải là vì con chip đâu. Các bạn chỉ cần quan tâm đến việc mình là những con vi xử lý này nó hỗ trợ cho AI, chứ còn không cần thiết là các bạn phải lựa chọn lên Max Ping. Tuy nhiên các bạn thấy đấy, những cái tính năng AI trước máy này, các bạn có thể thấy là Windows Studio Effect bây giờ rất là dễ này. Các bạn có thể sử dụng video call, sử dụng và tự động framing luôn cái để tối ưu được thời lượng pin. Và cái mic khử ồn của nó cũng là cái mic AI luôn. Khi là vào setting, các bạn sẽ thấy một cái mục để nó hiện lên chất lượng âm thanh như nào. Và chiếc máy này thì sẽ được trang bị loa poly, các bạn nghe thử xem. Ngoài ra có một cái thứ mà mình rất là thích khi các bạn sử dụng những chiếc máy tính Windows thế này, đặc biệt là chiếc HP này, là nếu các bạn cần tra cứu thông tin ý, thì các bạn sẽ phải mở tab lên, mở tab mới, sau đó là switch lại giữa các tab với nhau, đúng không? Cũng được, nhưng mà cái cách tối ưu của HP Spectre ấy, nó sẽ được tích hợp cái nút Copilot ở dưới luôn. Thì các bạn chỉ cần nhấn cái nút gọi trợ lý ra và những cái thông tin rất là nhanh thì các bạn có thể bấm vào một phát được luôn. Thì cái này là cái thứ mà đa phần những người nào mà không sử dụng Windows thì không thể có được. Và cuối cùng là pin, nó sử dụng Core Ultra nên các bạn thấy là quá trình mình sử dụng hàng ngày thì nó sẽ loanh quanh là khoảng 6 đến 7 tiếng liên tục. Thì các bạn sẽ không cần phải cắm sạc. Nó sẽ có hai cổng C, cổng Thunderbolt 4 nên các bạn có thể sạc cổng nào cũng được. Suốt màn tai C thì nó có sạc ngược được luôn. Và kèm theo đó thì trong chiếc máy này các bạn cũng sẽ có thêm một cây bút nữa. Thì cái cây bút này hay điểm nào? Bản thân cái màn hình này là màn hình cảm ứng. Và bởi vậy nên là đôi khi các bạn sẽ cần một vài ứng dụng ghi chú, đúng không? Ví dụ các bạn sử dụng Microsoft Note đi, các bạn sử dụng ghi note lại rất là nhanh. Khi mà mình tham gia những cái buổi họp báo này, phỏng vấn này thì mình ghi chú lại rất là nhanh. Chia màn này, một bên nhìn thông tin này, một bên ghi chú lại với cả Microsoft OneNote này, rất là đã luôn. Với mức giá như thế này thì mình nghĩ rằng đây là một chiếc máy rất ok để đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng văn phòng đa tác vụ, đa phương tiện. Bỏ tiền ra để mua những chiếc máy tính xách tay như thế này thì một là các bạn sẽ mua những chiếc máy rất mạnh, hai là các bạn sẽ mua những chiếc máy không chơi game luôn, đúng không ạ? Các bạn sử dụng chiếc máy này thì gần như tất cả những tác vụ liên quan đến màn hình, tất cả những tác vụ liên quan đến đồ họa, tất cả những tác vụ liên quan đến ghi chú và tất cả những tác vụ cần cái việc mà các bạn cần phải di động, cơ động thì con này đều đáp ứng được hết. Thứ hai, nó vẫn sẽ có một vài vấn đề khác. Sau khi mình quay trở lại sử dụng Windows ấy, thì mình nhận ra một điều đúng thật. Chiếc máy này nó không thể nào được mượt mà, giống như cái cách mà chúng ta sử dụng một vài những cái nền tảng khác. Mặc dù Intel Core Ultra 7155H này nó là một vi xử lý khá ổn nhá, đặc biệt là cho cái mặt AI nữa, nhưng mà mình phải công nhận với các bạn là đôi khi vấn đề nó nằm ở Microsoft. Và thứ hai, đó chính là cái phần màn hình này. Chiếc máy này chỉ là một chiếc máy 13 inch đã đành, và để mà có thể vừa đủ cho cái chuẩn Intel Evo thì có lẽ họ cần phải để nó nhỏ lại để tránh được những cái vấn đề liên quan đến cân nặng. Nhưng mà đây là điều các bạn bắt buộc phải chấp nhận thôi. Nhưng ít ra là nếu chúng ta có một cái màn hình nhỏ thì cá nhân mình vẫn mong là cái phần viền nó đỡ hơn một chút, để trong quá trình mình dùng thì mình ít cảm thấy sự tù túng hơn. Ok, có thể là cái phần viền dày ở dưới mình chấp nhận, nhưng mà bởi vì cái việc là HP họ cho nhiều những cảm biến vào cái phần webcam này quá, bởi vậy nên là họ bắt buộc phải để một cái phần viền dày như này. Nếu mà để tai thỏ thì chắc là lại phải dính đến một vài vấn đề liên quan đến pháp lý rồi. Ok, đó là những cái trải nghiệm của mình sau khi mà mình quay trở lại sử dụng Windows. Với mình á, thì mình thấy là những chiếc máy như này nó đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu của mình. Một cái tệp người dùng như thế này, một cái tệp người dùng là sử dụng để làm đáp ứng những công việc liên quan đến văn phòng và các công việc liên quan đến sáng tạo, kèm theo công việc là phải đi lại nhiều, thì đây là một trong lựa chọn như thế. Vậy là các bạn thì sao? Các bạn có sẵn sàng chuyển đổi mình lên một cái hệ người dùng mới hay không? Hoặc là các bạn có sẵn sàng rời bỏ cái hệ sinh thái mình đã quen thuộc hay không để đổi qua một chiếc máy tính như thế này? Thì mình mong rằng những cái ý kiến của mình đã có thể giúp cho các bạn đi đến quyết định cuối cùng nha.